chào các bạn. Mình giờ mới nhận thêm ba chú mèo con nữa. Chuyện là ở gần nhà mình có cái bà làm dê chai, thì bà biết nhà mình nuôi mèo nhiều. Thì hồi chiều nay trời mưa lớn, bà ấy mới chui vô dưới gầm cầu bà trú mưa. Thì bà mới nhìn thấy ba chú mèo con này, bà mới bắt về cho mình. Đây là cái lúc bà mới bắt về nè, còn nhỏ lắm, không biết biết ăn chưa nữa. Này giống vừa mới biết đi, không biết là biết ăn chưa. Để chút mình cho ăn cơm thử. Và đây là cái lúc mình chuẩn bị cho nó ăn thử. À, biết ăn rồi. Không giống như ba cái con vừa rồi, ba con vừa rồi cái mặt nó lai lai vậy. Ăn được á, ăn được thì còn nuôi được, nhưng mà không có ăn này được nên là hơi đuối. Nhiều người cũng ngộ nha, nuôi thì nuôi mèo lớn để dành bắt chuột, còn mèo con thì không nuôi. Rồi video này gấp quá, như đây thôi, để ngày mai mình theo dõi rồi có gì mình cho các bạn biết sau nha. Chào các bạn.